Nếu các bạn đang cần tìm cho mình một chiếc Ultrabook cao cấp, đáp ứng đủ những tiêu chí thiết kế bền chắc, bàn phím đẹp này, có đầy đủ các cổng kết nối, phục vụ được tất cả các tác vụ phòng cơ bản, thì chiếc TMRS Gen 2 trước mặt mình đây là một sự lựa chọn không hề tồi. Vậy trong hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem chiếc máy này có gì đặc biệt nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chiếc máy này qua 4 yếu tố. Đầu tiên mình sẽ là phần thiết kế. Đây là một trong những chi tiết đáng ăn tiền của chiếc máy. Vỏ máy được làm hoàn toàn bằng hợp kim magie, giúp cho chiếc máy trở nên cứng cáp và nhẹ hơn. Trọng lượng máy dao động từ khoảng 1,28-1,36 kg. Độ dày trung bình sẽ là 1,68 cm. Đây là một trong những cân nặng lý tưởng chúng ta có thể mang đi mang lại một cách thoải mái, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Không những vậy, vỏ máy làm bằng hợp kim magie giúp cho chiếc máy của chúng ta có một vẻ ngoài cứng cáp và sang trọng hơn. Về phần bản lề thì bản lề của máy thì quá chắc chắn rồi. Chúng ta có thể mở rộng lên tới 180 độ. Có thể chia sẻ những nội dung khi làm việc nhóm một cách dễ dàng hơn. Về phần cổng kết nối thì bên phải chúng ta sẽ có một đầu đọc thẻ thông minh tùy chọn, một cổng USB A 3.2 Gen 1 và một khe khóa cách Sinton. Còn bên trái sẽ được trang bị hai cổng USB-C Thunderbolt 4, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI, một cổng USB A 3.2 Gen 1 và một jack cắm tai nghe. Tóm lại là sẽ có đầy đủ tất cả những cổng kết nối phổ thông bây giờ. T14S sẽ được trang bị màn hình 14 inch Full HD tầm 12 IPS chống lóa, màn hình nhám và độ sáng màn hình là 300 nit. Tần số quét sẽ đạt 60Hz, có độ phủ màu là 45%. Tỷ lệ màn hình là 16:9. Tỷ lệ tương phản là 700:1. Chúng ta sẽ có một chất lượng hiển thị màn hình màu sắc khá là tốt. Ok, tiếp đến sẽ là phần camera của chiếc máy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái camera 720p. Đó, hiện tại thì bây giờ có rất là nhiều những chiếc máy là có 1080p rồi, Full HD rồi. Nhưng mà đây là chiếc máy được sử dụng năm 2021. Chúng ta sẽ chỉ có một cái camera là 720p mà thôi bạn nhé. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có hai chiếc mic thu tầm xa để các bạn có thể học online, học các dạy nhạc, rồi có cả cái mặt trận cơ học nữa để anh em có thể tăng cái tính bảo mật cho mọi người hơn. Ok, và tiếp đến sẽ là phần loa nhé. Thì ở đây thì mình có thấy chiếc máy chỉ có hai giải loa ở mặt C mà thôi các bạn ạ, chỉ hai giải thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thẩm nhạc nhé. Còn về phần bàn phím, đối với bàn phím của ThinkPad thì từ trước đến nay luôn cho chúng ta một trải nghiệm gõ phím vô cùng tốt. Hành trình phím sâu, cụ thể chiếc máy này là 1,5mm và rất êm, có phím tắt bật mic để thuận tiện cho việc giao tiếp trực tuyến. Về phần cấu hình, máy được trang bị con chip AMD Ryzen 7 Pro 5850U, 8 nhân và 16 luồng. Tần số xung nhịp cơ bản là 1.9 GHz. Tần số xung nhịp tối đa có thể đạt đến 4.4 GHz. Về TDP cơ bản sẽ là 15W. RAM chiếc máy thì là 16GB và được hàn chip theo main luôn. Có sẵn dual channel và không hỗ trợ nâng cấp RAM. Về các đồ họa on đây, chúng ta sẽ có các đồ họa AMD Radeon Graphics. Còn về SSD chúng ta sẽ có SSD 512GB, NM2 NVMe và chỉ có một khe cắm thôi. Có thể nâng cấp tối đa mắc cấu hình lên 2T. Đây là bên trong của chiếc ThinkPad T14S Gen 2. Chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt này, một cái ống đồng tản nhiệt. RAM 16GB đã được hàn chết rồi. Còn đây là một thanh SSD. Đây chỉ có một khe SSD thôi. Đây là cạc wifi, viên pin. Pin chúng ta sẽ có đây là 57Wh. Bây giờ mình sẽ đi và so sánh hai chiếc CPU AMD Ryzen 7 Pro 5850U với chiếc AMD Ryzen 7 5700U để xem hai chiếc CPU này có gì khác biệt. Đầu tiên mình sẽ test với phần mềm Geekbench 5. Ở đây chúng ta sẽ thấy hiệu năng khác biệt một cách rõ ràng ở điểm đơn nhân và đa nhân. Nhưng đối với phần mềm CityBench R23 thì điểm đơn nhân và đa nhân của hai chiếc máy này đã ngang bằng nhau.
Để biết thêm chi tiết, mình sẽ hẹn các bạn một video test hiệu năng thực tế của chiếc ThinkPad T14s Gen 2 nhé. Nói chung thì ThinkPad T14s Gen 2 sẽ phù hợp với những bạn làm business, làm chủ doanh nghiệp, cần một chiếc máy lịch sự, mỏng nhẹ, mang đi mang lại một cách dễ dàng, mà cấu hình lại vừa đủ để phục vụ tất cả những công việc văn phòng của các bạn. Thì đây là một chiếc máy hoàn toàn đáp ứng được điều đó. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì mình sẽ để link sản phẩm ở dưới video. Các bạn nhớ like và subscribe để đón xem những video tiếp theo của chúng mình nhé.